điện thoại anh rồi, máng lên đây chắc văng bể rồi. Mấy bà này cái like người ta ngưng rồi, mình có vô bình luận hoài là sao không hiểu. Hello, em lên like mới rồi mấy chị ơi. Rồi chốt đơn giùm em ha, bộ em đang mặc xả cho mấy chị là 105.000. Xả dọn nhà nha mấy chị yêu ơi. Chốt giùm em, bộ em đang mặc là màu xanh dương. Xanh dương em có xay từ 1 tới 6 luôn, 105.000 đá rất là đẹp. Em có xanh dương nha. Bữa nay like xả kho nên em không có thử vô từng bộ cho mấy chị được ha, mấy chị thông cảm giùm em. Bảo em đang mặc là 105.000 xanh dương, xây từ 1 cho tới 6 luôn, quần ống rộng nha các chị nha. Rồi bộ này các chị chốt giùm em là màu hồng ruốc. Hồng ruốc này em cũng có xây từ 1 cho tới 6 luôn. Từ 1 cho tới 6 chốt giùm em hồng ruốc. Em đang xả cái này là ống rộng nha. Chốt giùm em cái này là ống rộng nha mấy chị ơi. Cái này là ống rộng, chốt đơn giùm em. Chốt đơn giùm em ống rộng 105.000. Em xả kho không có giá này đâu mấy chị. Mai mốt hàng mới, hàng mới em về là 130 đến 140 một bộ nha. Rồi chốt đơn giùm em là hồng ruốc. Hồng ruốc xay từ 1 cho tới 6 105.000. Em like theo ý em mấy chị, chứ em không like theo ý mấy chị được đâu nha. Rồi chốt em hồng ruốc. Cái này là gì, đen hơn hả? À, đen này hả? Đen mà này mình còn xay máy. 105.000 ống rộng. Chốt giùm em bộ đen này có 1 đến 6 hả? Hình như 3 mình hết rồi nha. Chốt giùm em. Hả? Chốt giùm em đen 1 đến 6. À, trắng số 2 mình còn không? Hình như trắng số 2 hết rồi. Hết rồi cô ơi. 105.000 chia sẻ like giùm em nha. Chốt giùm em. Trắng mấy chị hỏi giùm em là xay máy thì mấy chị. Em hàng ngày bán có xay mà tự nhiên hỏi bà ba đang mặc có màu trắng không? Có rồi đó, nhưng mà không có còn xay mấy chị mặc rồi làm sao. Đen 5 còn hàng không Yến ơi? Đen 5, đen 5 chốt thấm lê. Chốt đen 5 giùm em. Đen này không biết đồ dục ở đâu ạ? À? Chốt giùm em đen 1, 2, 3, 4, 5, 6 luôn ha, 75kg. Giá 105.000. Chốt em đen quần ống rộng nha mấy chị. Quần ống xung xung xuống á. Ống 25, 26 á. Bà này đã người ta bán bên đây. Hôm qua bên đây mình cứ cầm anh cái like nãy mà anh vô anh xóa cái like nãy giùm em nè. Chốt giùm em là đen. Đưa màu khác cho chị. Năm đen cho cô Nguyễn Lợi. Năm đen chốt cô Nguyễn Lợi. 105.000 rẻ lắm mấy chị. Năm 5kg cho chiều cao mới biết đường được mấy cô mấy chị ơi. Hỏi vậy em cũng không biết đường trả lời đâu nha. Rồi chốt giùm em màu này là màu riêu 1-6. 1-6 105 riêu. Rồi em dọn nhà mấy chị. Rồi chốt em riêu nha, ủng hộ giùm em 105.000. Riêu, chốt riêu giùm em. Ống rộng hết nha. Riêu cho chị màu khác. Cho chị màu đỏ đi. Màu hồng. Ừ. Chốt giùm hồng. Số 3 đen em chốt chị Thành Bùi còn hàng không? Đang khi còn không, đang eo. Đang eo hết, em còn đen nơ được không chị Thành Bùi ơi? Đưa chị cái đen nơ. Còn. Đưa đơn em đi. Sáu mươi hai ký, 1m55. Nếu mà có bụng thì phải mặc số 4, mà không bụng mặc số 3 giùm em á chị Su Kim ơi. Tùy nữa. Chốt giùm em bộ này màu hồng. Chốt giùm em bộ này là màu hồng. Cho số điện thoại đi chị. Real size L cho em cân nặng với chiều cao ha. Cân nặng với chiều cao. Rồi chốt giùm em màu hồng. Đen 3 2 bộ hả? Đen 3 đá em còn không? 2 bộ. Rồi đen 3 2 bộ em chốt chị Nguyễn Liên.
105.000 chia sẻ giùm em mới bán cho mấy chị được nha. Không chia sẻ là bán giá 130 mấy chị. Rồi. Xanh dương số 3 cho vỏ kim truyền. Số 4 hồng cho chị Thành Mùi. Dương 3. 4 hồng. Hồng số 5. Cái gì cô? Hồng rút con chốt cho cô, hồi nãy có like nãy rồi cô Lợi ơi. Cái gì vậy? Hồng chốt giùm em là hồng, hồng này đẹp lắm. Hồng này hồng sen 1 tới 5, 1 tới 6 giùm em 105. Màu trắng size 3 còn hàng không Yến? Trắng 3 em còn. Em mua màu trắng là cái gì? Trời ơi, xả bà kim truyền ra luôn đi, đừng bán nữa mệt quá. Xả bà kim truyền màu xanh dương số 3 gần em đi. Hồng số 2 chốt chị Trịnh Minh Cơ. Chốt có gì tùm lum hết trơn, không có biết đường bán cho mấy bà. Có 105.000, không lẽ là hết hàng. Nói chung là bên em không có theo size SML được chị. Em 1, 2, 3, 4, 5, 6 thôi, cho cân nặng chiều cao là biết đường à chị. Bộ trắng size 3 chị Chu Kim. Có mà mẹ mấy cái môn shop này nó nhảy hoài bực bội. Chốt giùm em bộ này màu đỏ. Chốt giùm em bộ này màu đỏ nha. Đỏ này đẹp lắm luôn, mẫu khác luôn, đá khác luôn. Đỏ này hình như có 1 tới 6 luôn hay gì ạ. Chốt giùm em là đỏ. Quần ống rộng sale các chị còn 105.000 bộ đỏ. Đỏ đẹp quá. Đỏ này không tươi mà cũng không đô. 105.000. 105.000 này bằng cái tiền em đặt mai thôi. Em nói thiệt, giải lên dữ lắm rồi, cái gì cũng lên hết. Phượng Kim bơm hàng là không có bán. Bơm hàng. Dạ em chào chị Giàu Ngọc. Chốt giùm em đỏ. Như bơm hàng vô đây mua gì nữa mẹ. Rồi chốt giùm em là màu này là màu vàng bò. Vàng bò. Chốt giùm em 1 đến 6 luôn, đá eo nè, mặt nhìn có cái eo ghê lắm, nhìn có cái eo đã lắm. Chốt giùm em là màu vàng bò 105.000 nha mấy chị yêu ơi. Trời ơi, vải rất là đẹp luôn. Đầu bộ hả, còn thời gian mới lên Tiên ơi. Tiên yêu dấu. Đỏ hai em chốt chị Thành Bùi. Vậy. Đỏ nãy đưa là đỏ nơ rồi. Nơ hả? Ừ. Đỏ nơ coi bên kia coi có không. Đồ nơ bên kia nữa kìa. Giờ hỏi em không biết còn hay không đâu. Chắc hình như là xả hết rồi. Ủa nói chuyện gì mất dạy chị. Ủa nói chuyện gì mất dạy. Em chưa chửi chị câu nào hết trơn. Ủa chị bơm hàng mà chị vô chị mua nữa là sao. Bây giờ em hỏi chị bơm hàng em mà chị vô chị mua nữa là sao. Mà giờ chị chửi người ta mất dạy. Em chưa có chửi đủ mẹ đủ má mày hay là đỉ này đỉ nọ gì hết trơn. Em chưa nói gì chị. Chị bơm hàng em mà chị vô chị mua nữa rồi làm sao em dám bán cho chị. Chỉ có mấy cái người mà bị khùng mới bán cho lại những cho mấy người bơm hàng thôi. Trời ơi trời. Ủa em nói mẹ thì bình thường. Em đâu có kêu mày. Khi nào mà em nói ê con quỷ cái đó tao không bán cho mày nữa mày bơm hàng tao. Cái đó mấy em gọi là mắc dạy. Còn chị là đáng tuổi mày em luôn rồi đó. Chị là mẹ em được là đúng luôn rồi đó. Câu chuyện chị lớn hơn má em luôn á. Em chưa chửi chị câu nào hết mà chị vô chị chửi người ta. Ồ nếu mày đụ mẹ tao tao bẻ hồng. Qua đây Xuân Hiệp chào ôm Vĩnh Long. Ngay chợ Xuân Hiệp gặp em. Ok. Ngay chợ Xuân Hiệp điện em ra tiếp chị. Xuống đây bẻ hồng em nè. Đi xuống đây. Tiền xe em trả cho. Đi xe du lịch đó nha, đừng đi xe máy. Xuống đây tiền xe em trả cho. Bộ đăng mặt em sale hết và báo rộng 105.000 chị Đào Lê ơi. Xanh đăng mặt là xanh dương chốt chị Nguyễn Liên. Số 3. Không có tuổi tao mày có bắt.
đồng ý khách hàng nuôi em, nhưng mà khách hàng người ta trả tiền thì mới là khách hàng nuôi em, còn chị bơm hàng rồi không có tụi chị em vẫn sống bình thường, hiểu không? Đó, sao nam em chốt chị Xuân nữ, chị hiểu không? Trời ơi, có những cái khách hàng mà bơm hàng như chị, thôi để em chết cho rồi em không thèm sống đâu chị thiệt. Không có khách hàng như tụi tao mày có sống được không? Tưởng đâu gì, bà bơm hàng người ta mà bà còn vinh quang lên, nữa không có tụi tao mày chứ. Không, em không cần thiệt. Không phải em chảnh chứ em không cần. Em không cần khách hàng bơm hàng em không cần. Và em cũng không muốn các chị mua hàng bên em nữa. Các chị đi shop khác giùm em. Đỏ xe 5. Còn không? Ê, xui vậy ông nội. Bà nói à, mày chỉ đủ mẹ tao, tao bẻ họng mày rồi. Trời ơi, trời, ông cứu nội cha ơi. Ai chửi bả? Bả chửi mình. Nó chửi mình mất dạy nè, mình mới tức nè chứ. Trời đất ơi. Em hết đỏ 5 rồi, đỏ 5 em có mẫu khác à. Đưa cái mẫu đỏ 5 đá eo đi. Đưa luôn số 5 đi chị. Ừ. Đỏ 5 em có đá eo nè chị. Đỏ 5, nói chung là nãy giờ em dơ lên nhiều rồi. Em đã báo hết rồi. Chị mua thì chị mua chứ bây giờ em không có dơ lên số 2 cho chị xem được. Đó, em dơ lên từng bộ và em báo xay hết rồi. Chị thích cái nào thì chị mua giùm em. Chứ còn dơ số 2 lên không thì em bán có mình nên chị cắt ra hết trơn rồi, chị thông cảm hiểu giùm em nha. Cảm ơn bé, chốt giùm em đỏ em về đi chị nữ ơi. Cô nữ ơi, cô chịu đỏ này không? Cái đỏ nơ hồi nãy con hết rồi, con còn đỏ eo này thôi cô. 105.000. Đầu thiêu là đồ gì? Chốt giùm em là đỏ eo. Đỏ đá eo nha. Đi nha. Còn bổ hả? Mày cũng nữa vậy thì vậy đó. Đỏ xây 5 cho nữ xinh nữ. Đọc số gọi là tao nhớ. Bộ nhiều lắm Quyền Trân ơi, nhiều lắm. Em nói xây của em đi. Nó nhiều màu, nhiều mẫu. Em nói xây đồ của em đi rồi chị lấy màu cho em coi. Bà ba thiêu hết hàng. Màu này màu xanh lá, chốt giùm em. Có 1 đến 6. Bên em nhiều màu mà nó nhiều mẫu nữa nha. Nhiều màu, nhiều mẫu, sale 105. Sale em dọn nhà. Em chuẩn bị mua một cái biệt thự. Chà bá lửa luôn. Rồi chốt giùm em là xanh ghiêu. Ủa xanh lá, cái này xanh lá nha. Thấy chị, 60kg cho chiều cao đi em gái Trân ơi. Tâm. Ví dụ như mẹ cao tầm 1m58, 1m6, eo mẹ nhỏ mặc số 3. Còn thôi em lấy số 4 cho mẹ. Thường thường lớn tuổi họ hay thịt rồi hay sổ ra thì em tùy em canh cái giá mẹ anh chị. Rồi chốt giùm em là xanh lá 1 đến 6 giờ em cũng rộng 105.000. Bộ em đang mặc còn màu xanh với màu vàng, vàng tươi luôn. Ô slay đây đưa vàng tươi chị nha. Số 5 lá cốt con chốt cho cô lợi. Điện thoại ai ạ? Bà Ba Trương hả? Bà Ba Trương mà cái gì mới được. Nói chung là em đang bán cái này, mấy chị hỏi vòng vòng cái khác em không có lấy bán được đâu, mấy chị thông cảm giùm em nha. Lá 5 chốt cô lợi. Rồi. Nói vậy cũng tin nữa. Dễ gì có mấy chị ơi, khổ không chết. Rồi chốt em lá. Bên hàng ta. Lá 6 chốt thấm lên hàng pha vô chữ người ta đòi bẻ hồng. Diễn xu viên. Ôi, giao hàng tới không nhận, bây giờ đòi đẻ không. Qua đây. Qua đây bao xe qua đây. Gì vậy? Không nổi. Mắt le. Mắt le rồi, từ từ ổng về vậy cha. Ê, qua đây chị kêu bà tí rồi, xin tiếp bả vậy. Tiếp bả. Cô máu luôn. Cô máu luôn. À, eo 95 mặt số 6 giùm em ha. Rồi chốt giùm em này là màu vàng. Màu vàng ở ngoài nó tươi lắm luôn. À cho chị bộ em mặc lại xanh dương. Số 2 em chốt chị vô thường. Chị Giàu Ngọc ơi lúc này sao rồi. Chốt giùm em là xanh màu vàng. Vàng tươi nha. Rồi màu tím nho làm gì có. Màu tím nho là màu đậm chứ sao gọi là màu nhu được chị. Màu nhu là những cái màu ví dụ hồng ruốc đồ hay là à, hay là màu màu cà đồ nó mới nhu chứ cái màu đó là nó đậm đen rồi bà ơi. Vàng ba em chốt chị Thành Mùi, vàng này đẹp lắm, ở ngoài nó tươi lắm, ở ngoài nó tươi nha. Màu vàng nguyên bộ 105 chốt chị Thành Mùi vàng. Em lại em lấy cho chị cái kệ mũ đó nè. Cái đó đặt để cái máy in lên cho chị.
Nhớ em quá trời luôn hả? Trời ơi, biết bữa đó mình ngủ chung với nhau đêm được rồi. Quỷ sứ ghê. Bữa không nhắn tin em mò xuống. Rồi. Chị khách này nè em. Chị này chị ra ngoài chị ở khách sạn của chị nè em. Ừ. Nhậu luôn. Đồ có mày vui lắm miếng ơi. Thiệt. À đen năm, đen năm. Đen năm còn không em? Đen năm đó yêu. Còn, ủa? Còn không? Nè, ủa còn đen năm mẫu nào? Của mẫu của đây đen năm còn mẫu này được không chị Mộng Quỳnh ơi? Một bộ đỏ, cô lấy ra mẫu đá này ha cô Vân ơi. Khi nhận được hàng rồi em kiểm tra liền. À đen năm em còn mẫu này được không chị Mộng Quỳnh? Chị Mộng Quỳnh, đen năm em còn mẫu này được không? Là cái mẫu em mặc á, chịu thử ok giùm em nha. Đen năm. À, một bộ xanh lá, một bộ đen số 6. Ok chị Mộng Hương, 105.000 là hết giá luôn. Xanh lá với đen. Rồi ok cô Mộng Hương. Ủa lộn, ok cô Dân. Hai hũ kem dưỡng da. Rồi ok cô, có kem dưỡng sức cho. Xanh lá với đen. Cô Dân ơi, cô cho con lại số điện thoại ở đây đi cô nha. Một bộ xanh lá số 6 cho cô Dân luôn đi thi cắm dân nè. Cô tiến kiếm được Facebook con hay vậy? Mua trực tiếp thì đi con nó dễ, chứ mà mình mua lại á con kiểm tra không nổi. Xanh lá với đen luôn em ơi. Hả? Thì xanh lá với đen số 6. Rồi, cho con lại số địa chỉ. Rồi ok đen. Đen cho chị, cho chị gì? Cho chị Mộng Quỳnh. Chị Mộng Quỳnh đen này nè, đen này nè. Đen 5 nè, con đưa chị số 5 luôn nè. Phải không? Rồi à, xanh dương. Xanh dương không có đá eo chị. Xanh dương em không có đá eo ha. Rồi đen năm. Đen năm còn cái mẫu đó cho con nữ không? Cái mẫu không? Còn. Rồi đen năm cho cô Xuân nữ nè. Rồi ok. Hai hũ kem body cho chị Tuyết Dương. Rồi chốt giùm em. Trời ơi nước không. Nước. Rồi chốt giùm em, bộ này là màu vàng. Xanh dương số 3 em đang mặc cho chị Mộng Quỳnh. Xanh dương em chỉ có một kiểu thôi. Rồi vàng. Xanh dương số 5 miếng hơi lộn. Số 5. Lộn nó lợi nha. Đừng chữ nha. Xanh dương. Rồi đưa màu trắng cho chị số 5. Trắng mình à, lấy giống con số 4 là và xanh dương 4. Chốt con xanh dương 4. Tại xanh dương con có một mẫu không? Trắng thì em còn 5. Chị nào lấy 5. 105 nha. Trắng là mình còn mấy nè? 1, 3, 5 1, 3, 4, 5. Trắng này em còn 3 3, 4, 5, 6 luôn. 1, 3, 4, 5, 6. Nguyên set trắng 105. Đỏ không có đỏ đô chị. Có đỏ vừa thôi. Khoan. Lấy giống con số 4 cho đỏ nghĩa. Chốt giùm em nguyên set trắng. Đỏ đô đậm em không có, có đỏ vừa thôi chị yêu Mộng Quỳnh ơi. Chốt giùm em trắng nè. Trắng tinh luôn, nguyên set 105. Eo 94 chắc mặt chắc rộng quá. Phan Thị Yến Bạch, mua hàng bên em gọi điện cho bao không? Đen số 6 cho Phan Yến Bạch. Đen 6 đi em. Lam, màu lam còn số 5 không? Lam em hết rồi chị. Em chỉ có trắng thôi chị gái. Em có trắng thôi chị gái ơi, lam em hết rồi. Đưa màu gì cho chị số? Màu tím thì đưa đi chị Tím Thang nè. Tím Quế số 4 nè đi chị. Ừ. Lam em hết hàng à, không còn thay nào hết trơn. Đen 6 anh đưa chị coi, đưa coi đen 6 đi. Số 6 bên em 70-75kg, eo 93 đổ lại, 3-94. Đây, màu đen giùm em. Đen này đá eo mặt, nhìn cái eo mình nó rất là nhỏ. Chốt giùm em đen. Chốt giùm em đen. Thấy ghê quá, chữ từ mẹ, từ má, tao có đẻ học. Lên đây đẻ.
Rồi chốt giùm em đen. Gặp người ta chửi tàu bơm hàng đi nó chửi ha. Có điện nó chửi mà tàu xe mà chở á. Đen với đỏ. Đỏ. Nói chị chuyện bộ đỏ 6 ơi. Đỏ này nó không có đô lắm, nó không có đậm. Đỏ 6 có đô mà. Tao biết rồi. Đỏ này nó vừa, nó không có đậm. Nó không có đô lắm nha, nó không phải đỏ quyết. Đỏ này vừa lắm, vừa mặt. Đỏ 6 đó, cho chị coi rồi đó, chiều ý rồi đó. Chiều hết ý luôn rồi. Rồi chốt giùm em. Một serum, hai hũ kem body đó nha. Lấy một rồi ok, con điện lại cho cô sau nha cô. Một hộp kem cà xanh, dạ có, một hộp cà xanh với một serum là một bộ, là con tặng cho cô. Một là cô chọn serum mặt, hai là cô chọn chống nắng, là con chỉ có chương trình tặng này là con sắp hết rồi nha, không có tặng hoài đâu mấy chị nha. Rồi đó, đỏ với đen đó. Còn tím quế này em còn thay số 6 nè. Ủa lộn, 7, số 4. Tím quế này còn mấy yếm dầm chị? Rồi chị Tuyết Lan, đen 6 và đỏ 6 luôn. Là hai cái mẫu em cho chị coi này ha. Rồi ok chị Tuyết Lan nè. Tiếp mình còn mấy em? 1, 4, 5, 6 hả? 2, 3 hết trơn. Rồi lấy cái gì thì ông xã con gọi chốt đơn, cô báo lại em con nha. Rồi chốt giùm con là màu tím. Tím quế 4, 5, 6 luôn hả? Tím quế này còn 1, 4, 5, 6, 2, 3 em hết luôn. Quần ống rộng nha, 105 ngàn, không bằng tiền công nữa mấy chị, thiệt. Đá rất là đẹp, có đá tay luôn. Chốt giùm em tím quế 4, 5, 6 với số 1, 2, 3 hết nha. Tím này 2, 3 em hết mấy chị yêu ơi. Có chị kem nám em bán kem trà xanh, lấy mỗi size 5 bộ đủ, nhiêu mẫu cũng được, không cọc cạc em mới đi ra, em mới bán hàng như vậy được nha chị. Đủ màu bên em là hơn 10 bộ rồi, phải cọc cạc. Kem nám bên em là có kem trà xanh, kem nám mà chị mụn luôn bao nha mấy chị. Có serum với kem không là 520, em giảm cho mấy chị còn 500, được tặng một chai sữa rửa mặt hoặc là chống nắng tùy các chị chọn. Đi về mới bị chửi sao xuống. Dạ đúng rồi cô Dân, bị chửi quá. Rồi ok, trời ơi trời, cái điện thoại. Kem này là cái chất kem, nó là cái chất kem màu xanh làm từ lá trà xanh thiên nhiên. Em bao cho mấy chị xài đối với mụn luôn. Bao tầm 3-4 ngày là mụn các chị xẹp luôn và khô mài lại liền. Đó, còn nám thì chạy từ từ giùm em. Có thể xài ban ngày và ban đêm sức dày lên. Serum này cũng vậy, sức ngày và đêm. Còn các chị ngán tiền thì mua kem thôi cũng được. Kem không là 250. Serum là 270. Nha, mua chung với đồ em sẽ miễn ship cho các chị. Còn mua nguyên bộ thì em giảm thêm 20 ngàn, chỉ còn 500 thôi. Và được tặng một là chai sữa rửa mặt của Hàn Quốc, hai là chống nắng của Đông Anh. Tùy các chị chọn nha, nhưng mà em chạy hết chương trình này là em không có tặng nữa. Nha. À, rồi lên cái khác cho chị đi. Lên cái gì đó. Đổi màu xanh dương này ra coi. Nãy Thương đưa chị màu hồng này số mấy vậy? Cao 1m50-58 tí. Ký là tùy vào cái dáng của người. Có người mặc số 3, có người phải mặc số 4. Cô nhìn cái dáng người đó giùm con, có bụng một xíu mặc số 4. 65kg cho em chiều cao. Chiều cao hoặc là các chị mai đồ thường, các chị đo giùm em có vòng eo là nó chính xác nhất. Tại vì tùy theo cái người lớn tuổi á, da thịt họ nhiều khi bị sổ á, thì phải mặc cái khác đó, ví dụ vậy. Còn mình dáng thân gọn đẹp á, thì mặc cái khác nữa. 65kg-55kg nếu mà lớn tuổi là phải mặc số 5, còn trẻ trẻ là mặc số 4 ôm ha. Rồi chốt em bộ màu hồng này nè, mẫu đá eo rất là đẹp luôn, rất là sang. Eo 88 là phải mặc tới số 5 luôn, này là bụng quá bự rồi, thấy chưa. Eo 88 là đo dưới chân ngực giùm con nha, mấy cô đừng đo dưới cái bụng. Cái bụng là nó khác nha, đo trên này nè, dưới này nè giùm con ha, đừng có đo cái bụng. Eo 88 là mặc tới số 5 rồi đó, là eo quá bự. Phải 86-84 thì mặc số 4. Rồi chốt giùm em bộ hồng đá eo. Cái tay không có đá này để các chị lên like nó dễ nha. Số 4 là con chuyện nó ôm đó nha cô. Rồi chốt giùm em bộ này.
Chị Ngọc Mai hả? Chị Ngọc Mai hả? Ngọc Mai em quên rồi. Để chút xíu em gửi cho chị luôn. Em có địa chỉ của chị rồi nè, xíu em gửi cho chị luôn nha. Trời ơi thông cảm giùm em, cái não cá vàng sao quá mấy chị ơi, khách mua kem toàn là quên không. Em mới nhập kem về nè, không có sợ thiếu hàng bữa hổm thiếu. Chốt giùm em bộ màu hồng quần cũng được. 105.000, quá đẹp, quá rẻ luôn. Đưa giùm chị số 3 cái màu tím than. Đen chị lấy size mấy? Đen em còn đen đá eo hay gì đó. Chị báo size đi em kiểm tra, còn mẫu này em báo chị. Đưa chị cái mẫu. Không phải, tím của cái đá eo. Bộ xanh mới mặc có số 4 luôn, xanh dương. Mới cởi ra đúng không chị? Lấy hồng số 6 cho cô Vân. Hồng số 6 cho cô Vân nè. Cô Dân con chưa thấy số điện thoại con, bấm số điện thoại giùm con. Đen 6 đá eo còn hàng không? Còn. Đen 6 còn luôn, chốt cô Ba Nguyễn Si. Mã 1, một bộ hồng đá số 4, ok chị Vân Yến. Bên em không có mã, chị đọc màu và kèm size giùm em là được. Đá số 4 cho chị Vân Yến, hồng 4 Yến ơi. Đen 4 mình còn mẫu nào đưa lên chị luôn. Hồng 4, hồng đang mặc nè. Sao hết? Trời ơi trời cái... Ủa hồng 4 hả? Hồng 4 đó, nói gì vậy trời? Thì đá eo đang mặc đá eo mà. Ủa? Trời ơi trời. Không có đá nha. Size 4 màu đen 2 bộ còn không? Đen đá eo đây còn bộ nè. Rồi đen đá eo nha. Đen đá eo nha chị Triệu Hoàng ơi. Đen đá eo chốt chị Triệu Hoàng 2 bộ. Đá eo là cái mẫu em đang mặc đấy mấy chế. Có 105.000 à. Em dọn nhà mấy chị nha. Rồi à, chị hỏi hỏi trần gì cho em số điện thoại xanh dương số 4 đi mày. Rồi ok em thấy số điện thoại của chị à, chị Đặng Thương đang 2 còn không, đang đá eo số 2 còn, em chốt chị Đặng Thương. Đen với trắng không đá còn luôn, xe 100.000. Đen đá eo xe 4 còn không? Còn chốt chị Vân Yến. Hết luôn em ơi. Giờ mua trên này giùm chị đi Minh Tâm ơi, chị giàu tùm lum hết trơn, chị không có thời gian lựa hàng cho em. Giờ chị dọn kho đang chị giờ nhà là không có thời gian này em yêu ơi. Chốt giùm em tím than này báo sang chị, tím than đá eo. Tím than đá eo này em có 1. Có 2, có 3. Có 1, có 2, có 3, tím than giùm em. 1, 2, 3. Tím than này em có 1, 2, 3 thôi, 5, 6 hết luôn, 105.000 quần gọng. Chốt đơn giùm em, tím than 1, 2, 3. Hồng 5 đang mặc chốt chị Mộng Quỳnh. Tím than nó đẹp lắm á, lâu lâu em mới về được màu tím á, tím đậm cho mấy chị á. Thường là về tiếng than 1 thì chị Đặng Thương. Rồi, không có manh cục. Tiếng than 4 không có, em nói là còn 1, 2, 3 mà. Mới báo cái đợt còn 1, 2, 3. 4 có mẫu khác hả? Thì đưa đây. Đen không đá 2 bộ số 4 thì chị Triệu Hoàng. Vậy là chị đấy lấy đen đá bỏ ra hay sao? Đen không đá 2 bộ số 4. Tím số 4 em có mẫu tím này, chốt giùm em tím than số 4.
70kg cho em chiều cao mới được. Em có size tới 75kg lần, nhưng mà phải tùy thuộc vào chiều cao và vòng eo nha. Không, bên em gọi chốt đơn, không có tự gửi được mấy chị. Chốt giùm em đen tím than số 4 à. Cô Đỗ Nghĩa ơi, con có mẫu này thôi cô ơi. Cái mẫu đá eo này con hết số 4 à. Còn tím than mẫu đá nơ. Cao 1m55 hả? Cao 1m55 nếu có bụng mặt số 6. Chị Mùa Thu Cỏ, chị hỏi em nhiều lần lắm rồi chị. Vào tin nhắn coi lại em đi. Rồi chốt giùm mà lấy một chị một xanh lá. Cô hỏi em đã tư vấn chị rồi. Vào tin nhắn coi lại em đi chị. Rồi chốt giùm em. Hàng em bán mà mấy chị hỏi có xài ok không? Không lẽ vậy em nói không? Mấy chị đừng mua kem xài không có hết đâu. Không lẽ em nói vậy? Chốt giùm em xanh lá. Xanh lá 1 đến 6 đó em. Nhìn thấy cái eo mình nhỏ liền luôn đúng không? Nó ăn gian á. Nó ăn gian hay lắm. Rồi chốt em lá 1 đến 6. Chị Triệu Hoàng ơi. Bộ tím à? Tím nào chị? Tím số 6 mình còn tím nào? Tím số 6 em còn tím quế thôi chị ơi. Đưa cho chị bộ tím quế thôi chị chịu. Tím 2 còn. Đâu tím 2 đâu? Đây. Chị gì nè? Màu đen mà tùy size nữa chị, hỏi size giùm em. Chị ở Hương Thu ơi. À, màu đen này được không? Bỏ lộn, màu tím thì được không? Tí chịu thì ok giùm em nè. Rồi ok chị Ly Hồng. Nè, chịu tím này không? Chốt em tím, tím đá eo số 6. Cái này tím than nè. Lá 4 chốt Ly Hồng. Cô chủ nhỏ mặt số 5. Ly Hồng xanh lá chị đang mặc số 4. Nguyễn Thị Thương mặc số 4. Nhưng mà mua hàng bên em á, cho số điện thoại gọi nó nhầm số không à chị nha. Tím 6 em chốt Thắm Lê. Cho số điện thoại gì, cho số điện thoại của mình mà mấy chị cho cũng sai đó. Điện nói lộn số, buồn ghê. Rồi ok, cho chị Hương Thu Hương nè, có cho em số điện thoại chưa? Rồi Hương Thu Hương tím quế số, tím thang số 6 đi em. 105.000 giùm em. Mẫu em đang mặc có màu đen mà mấy chị nói thêm giùm em là đen size mấy. Hình như màu đen em mặc nó không còn size nhiều á. Chốt em xanh lá đi mấy chị, 1 đến 6. 75kg. 105.000 quần ống rộng nha. Quần ống rộng giùm em. Em dọn kho giờ nhà nên mấy chị mua ủng hộ em nha. Để cái vận chuyển em nó nhẹ đi một chút. À, chị Bùi Thị Ly. À, xanh lá số 1 cho chị Ly. Chốt giùm em màu này màu hồng ruốc. Lá 1 cho chị Ly. À, số 1 đen. Rồi đen đá eo cho chị Ly luôn. Số 1. Chốt giùm em. À rồi ok chị Triệu Hoàng, chốt em bộ này hồng ruốc. Hồng ruốc này em có 1 đến 6 luôn. Xanh lá size 4 thì chị Triệu Hoàng luôn nha. Chốt giùm em hồng ruốc 105.000. Em xả hết cái này em vận chuyển đi chỗ khác. Rồi em ổn định khoảng 3-4 ngày em sẽ bán lại. Và em đặt cái hàng khác về thì nó thể giá nó không có còn rẻ như vậy nữa. Tại vì giờ cái gì cũng lên hết. Rồi chốt giùm em hồng ruốc. Hồng ruốc chốt đơn giùm em.
Xanh lá số 4 cho Đỗ Nghĩa, 75kg phải mặc số 6 mà chị phải cao nha chị. Chị phải cao nha. Cao 1m6 mới vừa. Rút 6 cho Thấm Ly. Rồi xanh lá chốt Đỗ Nghĩa rồi. Hồng rút số 1 cho chị Bùi Thị Ly. Hồng rút màu này đẹp. Đen ra eo số 4 còn không? Rồi chốt chị họ, họ hơi hỏi trần gì nè. Tên gì không biết luôn. Đen số 4. Hồng rút màu này đẹp quá. Rút số 2 chốt chị Tuyết Dương. Hồng rút khác nha chị. Chị có lấy bộ này không? Lấy bộ này comment giùm em là hồng rút nha. Chứ rút nó là một lát nó có rút khác nha chị. Chốt kỹ kỹ lại giùm em. Hồng rút số 4 chốt chị Chi Quỳnh đi. Rồi 105 nè. Quá đẹp. Hồng quốc số 2 cho Tuyết Dương. Không, số 2 đâu rồi. Rồi ok. Hồng quốc số 4 còn không? Còn chốt chị Triệu Hoàng một bộ nữa. Em sắp đồ bộ ra hết trơn đây luôn á. Mà lên, đại lên bà ba xíu thì chứ. Hồng quốc 4 chốt Triệu Hoàng. Bà ba giờ em đặt vô gần 110.000 bộ rồi mấy chị thấy ghê lắm. Mắc lắm. Giải lên quá trời mà công thợ nó cũng lên. Lấy chị bộ đỏ số 1 ấy. Đỏ này. Đỏ này cái số 5. Nói chung là nãy giờ chưa có bán bộ nào màu rút hết đó cô. Nãy giờ cũng chưa bán bộ nào màu rút hết trơn. Nãy cho chị đổi lấy xe 4 hả? Rồi ok chị Chi Quỳnh xin Dương số 4. Nãy hình như chốt số 3 đúng không chị? Rồi chốt giùm em màu đỏ. Đỏ này nó không có tươi. Nó giống như là hoa hồng nhung vậy đó mấy chị. Nó sậm sậm vậy đó. Nhưng mà nó không có sậm lắm. Chốt mấy em đỏ. Trời ơi đẹp ghê luôn trời. Đá sáng lấp lánh cuộc đời. Đây có màu móng trơn. Rồi chốt giùm em màu đỏ. Đỏ này nó không có tươi gói. Mà nó cũng không có mà đô luôn. Nó vừa mặt lắm. Chốt giùm em 105.000 cục vàng ơi. Dạ rồi ok. Rồi chốt giùm em màu này là màu mắm tôm. Mắm tôm kiểm size giùm chị luôn. Có 1, có 2 rồi nè. Có 3 rồi. Rồi eo 84 mặc số 4 đi chị. Số 3 nó ôm lắm luôn á. Ôm cái nó hẻ cái đường. Cái đường tà của mình nó không có đẹp. Chẳng thể ví dụ vậy có rộng xíu chứ chị bóp vô nó dễ ha. Rồi chốt giùm em đỏ số 4 chốt chị Ly Quỳnh. Bộ này là chốt mà em là tôm, mắm tôm 1-5-6 hết. Đỏ đẹp lắm. Đỏ này nó không có tươi gói mà nó cũng không có đô luôn. Đẹp lắm. Phải chị nói chị từ đầu eo 84 tư vấn cho. 84 mà số 3 không được. Eo mà chịu mặc ôm lắm là 82 thôi. Ôm lắm là 82 thì chứ bình thường là khoảng 80. 80 là ok. 78. Chốt giùm em màu này là màu mắm tôm nha. 1-5, số 6 em hết màu này rồi. Trời ơi mấy chị ơi, 105.000 có quần thôi là đủ tiền luôn đúng không?
cái quần tiền giải thôi luôn, đừng nói tới cái áo bình thường. Cái áo lẻ là đã bán, áo lẻ đá là bà đã bán 90 rồi, cái áo lẻ bà ba đá là đã bán 90.000 rồi, bây giờ nguyên bộ em bán có 105. Chốt giúp em đỏ, đỏ này em hay may. Biroma thì nó khác, Biroma em may nó không có bend đồ, nó thoải mái. Cái này á, thì chị mua thử đi, mua thử mấy bộ này đi. Rồi mình muốn canh xay bà ba thì Biroma mai mốt em cũng may lại, nhưng mà em may rồi chỉnh form lại ôm chút. Chốt giùm em màu này là màu mắm ruốc. Mắm ruốc này em có xay 1 tới 5 thôi nha. Mắm tôm chứ, mắm tôm. Quá đẹp luôn. Màu này mấy cô mặc là đúng bài luôn. Mua cho mẹ, mua cho mấy cô lớn tuổi là mặc màu này là ok luôn. Chốt giùm em mắm tôm 1 đến 5, 6 em hết nha. Tiền ship bên em là 30.000. Tiền ship bên em là 30.000, không có miễn ship nha mấy chị. Vàng nguyên mắm tôm một bộ số 5. Số 5, số 7, số 8 tiếp mẹ. Chị Diễm Thúy mẹ là phải mặc số 5 rồi chị. Thêm một bộ đỏ số 4 luôn ha chị Lê Hồng ơi. Thêm một đỏ số 4 hay số mấy chị? Mắm tôm số 5 chốt Ánh Ngọc. Rồi xin một bỏ bộ đỏ 4 cho chị Ly Hồng luôn em ơi. Mấy cái này còn đều xay thì em mặc vô cho mấy chị ngắm nó dễ. Còn mấy cái lẻ lẻ á, em vô bộ đồ lên mấy chị chốt giùm em cho nó dễ ha. Tôm 5 cho chị Phạm Nhi. Còn hàng thông báo chị nha. Mắm tôm em còn mẫu này được không chị? Chốt chị là chốt cái gì chị Lê Ngọc? Chốt chị là chốt cái gì nữa vậy? Em đâu có thấy chị mua gì đâu. Chị Phạm Nhi ơi, mắm tôm số 5 á, em còn mẫu này được không? Y chang màu luôn, nhưng mà nó khác mẫu đá. Chứ cái mẫu eo này em hết số 5 rồi. Không chị, chị mua 100 bộ bên em cũng không miễn ship. Em bán không có được hết có lời rồi chị ơi. Người ta bán bộ này 140, 150, em bán có 105.000, đừng hỏi ship giùm em, tội nghiệp em lắm mấy chị đẹp. 300-400 ngàn mấy chị trả nổi, có 30.000 tiền ship, gán giùm em đi mấy chị nha. Rồi mắm tôm số 4, chị Nhi chịu thì cầm may ok giùm em nha. Bộ bà lai đen là cái gì? Nãy giờ em đâu có bán bà lai chị. Mắm tôm xay 3 chị Giàu Ngọc. Màu đen còn không biết? Đen đá heo còn không? Số 5. Ủa? Ừ. Đen đá heo số 5 em hết rồi, còn đen đá nơ, đưa đen đá nơ cho chị. Rút 4 thì chị Vàng Nguyên. Đen số 5 á chị, đen số 5 em còn mẫu này được không á chị gì nè. Em mặc trong người là chỉ có số 1 thôi, em có 47kg. Lệ Ngọc em có đen mẫu này, chịu thì chốt giùm em. Có đen đá, đen nơ thôi. Nhớ giùm em mẫu này là đen nơ nha. Em còn đen nơ thôi. Hồng ruốc số 4, điện thoại bàn hả? Chị ơi, chị có điện thoại di động của mình không chị? Mua hàng online rồi điện thoại bàn rồi làm sao điện không có được. Chị ơi, chị Nguyễn Thị Thương ơi, điện hoài người ta nói nhầm số chị. Thảo Lê mặc mẹ số 5 hoặc số 6 đi Thảo Lê, cái gì vậy? Không, bà này mình mua hàng bây giờ mình thời giờ còn xài điện thoại bàn. Đang nơi số 5 chốt chị Anh Ngọc. Hổng cho đó điện thoại bàn một lần điện rồi không có được rồi chị ơi. 105.000. Lệ Ngọc đang nơi số 5 một bộ nữa chị Lê Ngọc. Bên em là không có miễn ship nha, cái chữ ship 30 ở sao chà bá lửa luôn. Màu em mặc hoa khác là số mấy? À, bộ em mặc đen lơ là cái gì? Là sao? Không hiểu.
Chị vô thường muốn hỏi số mấy bộ em mặc hả? Nói chung tùm lum hết trơn. Mắm tôm số 5 còn hàng không? À mắm tôm số 5 em có mẫu này thôi chị. À rồi, mắm tôm số 5 em còn mẫu này chị Hương Thảo Lê ơi. Mắm tôm số 5 em còn mẫu đá hoa này thôi. Chịu thì chốt giùm em nha. Mắm tôm số 5. Em coi mắm tôm số 2 còn mẫu nào khác không? Mắm tôm số 4 là chị Triệu Hoàng. Chị mẫu màu trắng hả? Màu trắng em đang bán cái này là ống rộng. Em sẽ mặc cái mẫu đá bông đó cho mấy chị coi, mấy chị mê luôn nè. Đưa cái mẫu đá bông cho chị một bộ rồi. Mày nói xỉu thì em đá bông cũ á. Đúng, đưa đây cho chị. Mắm tôm sắm 4kg lấy số 5. Hết hàng. Mắm tôm số 5 là bộ em đang mặc, chịu thì chốt giùm em. Chị Nguyễn Tài. Đây em mặc cái mẫu bông cho mấy bà coi. Mấy bà chê nha, không có đủ bán nè. Đó. Chị Nguyễn Tài chịu bộ này thì cầm anh ok giùm em nha. Em chốt cho chị bộ này còn duy nhất một bộ số 5 mắm tôm mẫu bông. Chị Ngọc Bích sao hàng tới bơm em vậy chị. Nè, nguyên cái dàn đá hết cái ngực luôn. Chịu này thì chốt giùm em nè. Nguyễn Tài. Này em còn một nè, mình còn hai. Cái mẫu này em còn số 2 nè. Rồi số 2 em đang mặc cho vô thường. Số 2 đang mặc nằm tôm, tôm bông. Số 2. Đúng. Mắm tôm số 5 đang mặc cho chị Nguyễn Tài 105.000 nha. Bên em không có vụ miễn ship. Bán trời ơi rẻ hơn ta 40-50.000 một bộ rồi mấy chị. Nguyễn Tài ok em chốt. Mắm tôm số 2 còn hàng không? Mẫu chị mặc á. Mẫu em mặc hết rồi, còn đá eo rồi chị Mưa Cơ. Đá bông còn không? Đá bông mẫu này còn. Đá bông mẫu này hết luôn. Hết rồi chị Mai. Ủa. Mẫu này em hết số 3 rồi chị Mai lên. Đưa cho chị bộ màu đen đá nơi. Số 2 màu đen đá nơ này, em mặc cái mẫu đá nơ vô là mấy chị xỉu hết luôn. Không có số 1, em đâu có đặt số 1, chứ lần lượt kiếm số 2 đi. Xanh bơ. Xanh bơ này em có 2. Chốt giùm em xanh bơ nha. Xanh bơ này số 2 hình như còn có bộ hả? Bơ 2 này em còn có bộ 105. Bơ 2. Bơ số ế bơ này số 3 ông nội ơi. Bơ này số 3 mấy chị ơi, không phải số 2. Bơ này số 3 em còn bộ. Lấy bộ xong hàng. À sale á, nó tùm lum hết trơn rồi. Em dơ lên mấy chị chốt chứ đợi em mặc vô không có hàng.
cái nào còn đều thì em mới mặc được, còn không còn đều em dơ lên mấy chị chốt. Chốt em màu này, màu xanh than. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Xanh than 1 đến 6, chốt đơn giùm em. Đá nơ hết 1, hết 2 rồi, còn số 3. Mẫu này là có mẫu đen, màu đen luôn. Đen này em còn 3, đi chị màu đen. Dạ, đen còn 3. Còn 3 với còn mấy? Còn 4, 5, 6. Đây là màu đen, y chang mẫu em đang mặc luôn, rất là đẹp. Mấy chị thấy đá chiếu lấp lánh không? Màu đen này em còn 3, 4, 5, 6. Đen này chốt em đen nơ nha. Đen nơ, đen nơ 1, 2 hết rồi em không có mặc được. Mấy chị dòm giùm em, không có mặc được hết. Tính ra lấy số 2 mặc mà số 2 hết luôn, không mặc được luôn. Cái nào còn em mới mặc được, còn không còn em mới mặc được. Mà mấy chị nhìn đi, trời. Em khác, mấy chị khác, em mặc có số 1 thôi. Nhiều khi mấy chị mặc số 5, số 6. Đây, đen nơ này dùm em 3, 4, 5, 6. Còn xanh em đang mặc là xanh đen, xanh than 1, 2, 3 hả? Má nào mà điện hoài vậy trời. Trời ơi chị ơi chị, cái gì mà chị điện hoài vậy chị? Bên em không có tiếp nhận điện thoại qua Zalo chị ơi. Hai bộ đen nơ số 6 cho Kiều Kiều, cục hàng em nhận cho Kiều ơi. Đen nơ 6 còn không? Cục hàng chị nhận chị cho Kiều. Đen nơ này mà có số 1 em mặc vô một cái là nhức nách luôn. Trời ơi, nói giá rồi hổ hoài trời. Xanh than số 6 có không? Có. Rồi có, chốt cho Kiều luôn. Đen nơ số 3 chị Phạm xem. Đen nơ số 5 cho chị Nguyễn Tài. Bây giờ mà bên giao hàng tiết kiệm á, mà cho thử đồ là phải tốn 2.000 một đơn luôn á mấy chị. Cho khách thử đồ là phải tốn 2.000 một đơn đó. Nó ghê không? Cho chị một bộ đen nơ 1m58, nặng 64kg. Số 4 cho Út Di. Rồi chốt giùm em bộ này, bộ xanh than. Đen nơ này em may theo. Làm gì vậy trời, có một bộ hả mẹ? Chốt giùm em đen nơ. Cái màu đen này là em may thêm chứ hết. Cái mẫu nơ này em bán gian động luôn. Đen này em có. Em cho khách gọi chị đi chốt đơn là gì chị? Là sao? Khách gọi chị là ai gọi? Chốt giùm em đen 3, 4, 5, 6. Chị mua có một bộ à. Từ từ đi chị. Người ta ở đây người 5-10 bộ không nè. Từ từ đi, ngày mai em mới gọi chốt đơn. Nha. Chứ em không gọi bán liền rồi chốt đơn liền với chị. Phải chọn ra người nào, tên người nào và người nào mua bao nhiêu bộ nữa mới biết đường chứ. Tự nhiên nguyên đóng hàng nãy giờ bán quá trời luôn. Kiếm mình nên chị chốt ha. Thông cảm giùm em đi chị gái. Trời ơi. Chốt giùm em màu này là màu vàng bò. Yến nó mệt, một rồi chị mệt cỡ nào nữa. Chốt giùm em là màu này màu vàng bò 1 đến 6. Vàng bò chốt giùm em 1 đến 6 nha.
1, 2, 3, 4, 5, 6 từ 45, 43 kg cho đến 75, 76 kg tùy chiều cao của các chị. Khách mới cho em cân nặng kèm chiều cao em mới biết được tư vấn sai cho mấy chị được nha, chứ cho cái số ký không em cũng không biết được em bán nữa, sợ mặt không có vừa mấy chị nha. Hoa giang bò nè, có màu xanh ghiêu, xanh ghiêu số 2 cũng đẹp. Giang bò số 4 em chốt chị Chi Quỳnh, màu này đi chùa là xiền luôn, có 105 ngàn. Bộ đồ này là nếu mà muốn em bán lại á, đá là phải 130, 130, 140. Bò số 5 em chị Mộng Quỳnh, bò 4 cho Vàng Nguyên, cho chị Lụ một xanh, xanh nỏ là cái gì, là cái gì chị, xanh bơ hả hay là xanh đen. Bò 6 cho Kiều, đen 4, đen 4 em còn đen nơ được không chị Diễm? Còn đen nơ, đưa bộ đen nơ số 4 cho chị. Em còn đen nơ thì được không chị Diễm Nguyễn ơi? Nè, mẫu này đẹp lắm, mẫu này em bán quá trời luôn. Em may cái màu đen này em may thêm nè. Mua hay vậy? Chốt giùm em đen nơ đi chị. Đen nơ này nha. Rồi ok chị Diễm Nguyễn. Đen nơ nha chị Diễm Thúy. Đen nơ số 5 chứ đen đá eo em hết. Chị thì ok giùm em Diễm Thúy. Alo. Em đang bán rồi chị. Lên like mua giùm em đi. Em đưa chị bộ màu hồng rất là đẹp quá, hồng số 6 đó. Chị ơi, bữa nào em bán cái nào mấy chị canh mua giùm em đi, chứ em không có theo yêu cầu được. Một bà đồ như vậy, một bà đồ khác, một mẫu đồ bên em á, nó tới 6 size nè, mà nó tới 10 màu rồi. Bên em phải soạn hàng ra mới bán được, chứ không phải là muốn sắp ra là bán thôi mấy chị. Thông cảm giùm em nha. Chốt giùm em bộ hồng này, em có size mấy vậy Yến? Hồng này đẹp quá trời luôn, hồng tươi. Hồng này em có số 6 bộ. Alo, em đang bán chị ơi. Chốt giùm em là bộ hồng. Chốt giùm em bộ hồng này size số 6 đi. Trời ơi, đẹp lắm, hồng tươi, hồng sen luôn. Mai mốt em không có về mấy màu này nữa. Số 4 em có màu hồng này. Trời ơi, hồng này ngọt lắm luôn. 3-4 luôn. Rồi mày báo lại đi cho mày một lát. Rồi 3-4-6. 3-4-6 màu hồng. Hồng sen. Quá đẹp. Hồng sen 3-4-6. Hồng này đẹp lắm, hết số 1 rồi. Nhiều chị khách hỏi 1-2 hết chưa. Đấy, chị bộ đỏ đô số 6 rồi, cho ông Kiều nó có mua nữa. Đỏ đô này số 6, còn bộ này Kiều em lấy không? Số 2 bộ đỏ. Số 2 bộ đỏ nữa. Đỏ đô này có 2, 1 bộ, 6 bộ. Trời ơi, đẹp quá trời. 105 này. Em chuyển nhà nên sale hết. Đỏ đô chốt Kiều. Số 6 còn bộ nữa nè. Ừ đúng rồi. Rồi ok, đỏ đô 6. Có xanh lý hay giờ lấy chuyện bộ đó. Cái bộ cái cọc hồng đó nè. Ừ. Đó. Rồi sáng cái tao mang vậy. Con không thấy được không? Không giờ. Sáng chốt giùm em, suy nghĩ tùm lum. Chốt mà em là xanh lý nè, em có số 6 nè. Lý này em còn số 3 một bộ nè. Màu lý này đẹp lắm, nó ngọt. Chốt giùm em xanh lý số 3 một bộ, số 6 mình có một bộ.
kem á, kem em bán được ghê luôn á chị, thiệt luôn. Em chưa thấy kem nào mà em bán được như kem này. Khách xài dài ngày rồi. Khách xài dài ngày rồi. Là khách quay lại là giới thiệu liền. Thiệt luôn á, xài chừng 10 ngày rồi. Là chịu dữ nhận. Vàng bò số 5 chị Nguyễn Tài. Cái này chị có xay Thùy Trinh này. Có xay, hàng có xay từ 1 tới 6. Cho em chiều cao, cho em thêm chiều cao nha mấy chị, cân nặng kèm thêm chiều cao. Hoặc là các chị biết cái dòng eo của mình, cho em cái dòng eo càng tốt. Lý 6 cho Kiều. Lý đẹp á. Lý 3 cho chị Kim Yến. Ngô Kim Yến. Còn mà. Ừ, lý 3 còn 60kg mà cao 1m58 trở lên, mặt số 3 eo 80 đổ lại. Còn 60kg cao 1m50, 1m52, 1m55 đồ bụng to mặt số 4 ha. Rồi. Còn màu gì số 6 không? Ừ, còn một bộ màu lam. Lam này em còn bộ số 2, bộ số 6. Em xài kem em bán nè chị. Nguyên bộ này nè, kem trà xanh, xài rất là đẹp. Da em lúc trước mụn với tàn nhang nhiều lắm. Mà giờ là mấy chị thấy không còn mụn luôn. Mụn mà mụn mụn bọc nào nó mới lớn như này chị xem. Trời ơi, nó nổi lên mà nó nhức ha. Mà mắt quào mắt nặng tới nè. Xài mà thâm do mụn á, để lại là cực kỳ hay. Chốt giùm em là màu lam này, em còn số 2 và số 6. 105.000. Nguyên bộ đó là 500 kem á. Đẹp lắm. Khách đem xài là chừng tuần đến 10 ngày là mua. Qua nay em bán là 3 bộ, 4 bộ, 5 bộ kem rồi đó. Nguyên bộ này gồm xe gum. Xe gum mà lấy chai dầu. Xe gum với kem luôn là 520, em giảm còn 500 và được miễn ship, được tặng một phần quà, một sữa rửa mặt. Hoặc là kem chống nắng cho các chị nha. Lam số 5 em hết rồi. Em còn lam 6 thôi chị. Lam 6 với lam 2. Ủa? Ừ, lam 6 với lam 2. Mấy chị ngán tiền thì mua kem không? Kem này là cái chất kem nó màu xanh nha. Ban đêm xức dày lên, ban ngày xức một lớp mỏng thôi. Rồi, đã lắm, đặc biệt là mụn á. Em bao cho mấy chị luôn, xài 3-4 ngày để da nó êm lắm. Có 6 lớp màu hả? Có màu rêu kìa, đưa chị có màu rêu đi. Có màu rêu số 6, ừ. Để xíu em lên thêm màu màu, số 5 nữa cho mấy chị chọn nha. Rêu này báo xay chị luôn. Mấy chị ngán á, mua serum thì mấy chị mua kem xài trước đi. Dạ đúng rồi, cứ hai hộp kem cũng 500. Mà kem với serum cũng 500 thì em tặng cho mấy chị chống nắng này, là chống nắng của Đông Anh nha, của Nguyễn Quỳnh Như á mấy chị biết không? Nguyễn Quỳnh Như á, bán công ty bán là 199.000 một chai chống nắng á, tại vì em không muốn bán chống nắng nữa nên em lấy cái đó em tặng cho mấy chị, chứ công ty không có cho tặng đâu mấy chị nha. Rồi chốt giùm em màu riêu này, em có số 6 là báo xay luôn. Có một luôn. Kem này mấy chị xài mà không ưng kem này thì mấy chị đừng xài kem nào hết. Em nói thiệt, làm từ lá trà xanh thiên nhiên của mình á nên rất là lành tính cho da, đặc biệt là trị nám cực kỳ hay luôn. Da em mà không có kem này chắc bây giờ mụn nó nổi hết trơn cái mỏ em đi. Nổi hết giáp dọc ở dưới này nè, mụn bọc không. Mụn này vừa xịp xịp nó nổi, mụn kia không biết là cái lý do tại sao. Rồi bắt đầu em nám nó xuất hiện như hai bên này nè. Nám mà kiểu nám mà nám máu nám ra. Kem ban ngày màu xanh bôi có trắng da không em là sao? Không, kem này chị thích xài ngày xài, không thích ngày thì ban ngày chị xài chống nắng của chị. Còn ban đêm chị xài. Có màu xanh không chứ hỏi em sao có trắng da không? Không có trắng da thì em đâu có chi mấy chị bỏ gì chi. Đúng không? Đặc biệt mua đồ có kem là miễn ship riêu 6 chút em. Chung là khách xài là em nhờ là giới thiệu. Đặc biệt là mấy chị bị mụn á, xài bên em này chỉ có một bộ thôi. Trong vòng 5 ngày, 10 ngày là mua tiếp. Mua tiếp giới thiệu con cháu. Em bán kem nhiều lắm. Kem này có 250 ngủ hả chị Hà? 250 em bao luôn. Xài mà da mấy chị không đẹp, điện em trả tiền lại cho. Có 250 em gái không có xạo làm gì trời ơi. Xạo 200 triệu, 20 triệu được chứ ai mình xạo mấy bài chị 250 ngàn. Nè, kem Bích Cao Quai. Độc quyền trên thị trường, không có ai có chất kem này hết. Xài rất là êm.
250 thôi, không có mắc, đúng không? Không bao giờ mắc mà xài rất là đẹp. Không ngán tiền thì thầy thêm cái chai serum giùm em. Chai serum này xài lâu lắm, 3 tháng luôn, 270. Chai serum mà mua nguyên bộ như vậy là 520, em giảm còn 500. Và tặng kèm cho các chị một chống nắng hoặc sữa rửa mặt, trị giá 200.000 một tiếp. Còn nếu như ngán tiền mua thì xài kem trước đi. Mà em đảm bảo mấy chị xài kem trước tầm một tuần lễ da, các chị cảm thấy nó quá đã là các chị phải bắt buộc phải mua thêm serum. Bản thân em nè, hồi xưa là em ngán tiền nha, em chỉ mua một cái hộp kem này em xài thôi. Em xài là tầm 4 ngày đến 5 ngày là da của em nhìn nó đã dữ lắm luôn á, nói chung là rất là thích. Rồi là em quyết định là mua thêm một chai serum nữa để em xài. Mà mua thêm như vậy người ta đâu có tính mình là giá nguyên bộ đâu, người ta tính cái này 270, người ta không tính 250 nữa. Em vẫn chấp nhận luôn á. Rồi xài xong hả, trời ơi mê quá bán luôn mấy bạn. Mụn hay cực kỳ luôn bây giờ này. Chị nhìn da em có miếng mụn nào đâu, không có miếng mụn nào hết luôn, đã lắm. Còn hơi thâm thôi, bữa hổm là thâm nặng luôn, hổm là nó thâm đen luôn, nay là còn hơi thâm thôi. Rồi bắt đầu mà nổi thêm mấy ở trên này, bắt đầu nó muốn nghe, nó muốn xâm lấn chỗ khác, nó muốn nổi khác chỗ khác. Chấm vô 3 ngày xẹp luôn, mất thêm một mụn qua, mất thêm đá văng một mụn qua luôn. Cái đó là em nói bằng sự thật á. Tại vì em bán like này mỗi ngày, mấy chị cứ đặt niềm tin vào những cái chỗ bán uy tín, chứ không phải là em bán được hũ kem cho mấy chị rồi là em lời là 50-70 đó là em giàu đâu, không có. Em xài em thấy hiệu quả thì em bán cho mấy chị sử dụng. Chứ mà cái gì không hiệu quả ông nội em không dám bán thiệt. Giống như đồ nè, cái nào chẳng thà em bán bộ lại 10-15 ngàn mà mấy chị khoái mấy chị mua hoài. Đó, mà giải ok đúng không? Em đâu có dám mà bán lời như tan bộ 60-70 ngàn. Đó, mình bán vừa vừa tiền thôi kệ. Mình cảm thấy mình xài đẹp, mình chia sẻ cho mấy chị. Mấy chị muốn mua chỗ em cũng được, mua chỗ khác cũng được, cứ vô kem bích cao quay là ok nha. Da mỏng em bao xài nổi chỉ máu luôn, nổi gân máu lên em nè, nổi hai bên này nè, bao xài cho chị luôn. Yên tâm đi, trời, chị Bích Hà khách mối em biết nhiêu lâu. Một bộ kem tặng chống nắng ok chị Chi Quỳnh. Chống nắng này là của Quỳnh Anh á, bán 199.000 một chai. Em lấy số lượng nhiều á nên em tặng cho mấy chị, chứ công ty không có cho tặng đâu. Thật sự em bán hết rồi là em không có tặng nữa nha. Mai mốt có mua đợt sau em không có tặng, đừng giận hờn em, mất công tội nghiệp em mới chế đẹp nè. Chống nắng nè của Ngọc Ông đó, tem mát đầy đủ, phải hàng giả hàng đồ đâu nha. Lấy cho mẹ chị bồ ba trơn màu đen số 5 đi, không thích có đá hả? Rồi ok, bồ ba đen trơn số 5 đi. Em có sữa rửa mặt nữa, sữa rửa mặt này là của Hàn Quốc, sữa rửa mặt này là của Hàn Quốc nha, không có phân phối ở ngoài, không có bán hệ thống. Cái này là sữa rửa mặt của công ty nhập từ Hàn Quốc về phân phối ở trong spa thôi, rất là đẹp, xài rất là sướng. Em chừa lại cái chục chai sữa rửa mặt để em xài đó, tặng mấy chị chứ cũng chừa lại, chứ mấy mốt hết rồi kiếm mua không có. Cậu vô spa mua một chai này 300-400 ngàn đó mấy bà. Cậu nó bán mắc nó ghê lắm mấy chị ơi nè. Cái chai này nó chỉ dọn dạng vậy thôi nha, tại vì nó nhập nguyên công từ Hàn Quốc về, nó không có bao bì đóng gói như ở Việt Nam mình vô hộp đồ. Mà xài rất là êm luôn, rửa xong cái mặt các chị sạch kim kiết luôn. Em bán 150 mà nay em không bán, em tặng cho mấy chị đó. Là em tặng cho mấy chị đó nha. Vô xì ba đi, nó bán 400-500 ngàn chai đó mấy bà, sữa rửa mặt á. Ủa bà Lai màu đen số 5 hả? Ủa bà Lai là cái nào? Chắc hết rồi quá chị ơi, hết rồi quá chị Diễm Thúy ơi. Chắc màu đen, màu gì chứ màu đen em hết á. Rồi ok, mình qua mẫu khác hả? Màu vàng bò, hình như là bà ba này nó có như đây à, đâu có màu gì đâu, cũng hết rồi. Mua một hộp xài đi, bảo đảm mấy chị xài đi rồi mấy chị sẽ kiếm em mua thêm serum. Tại vì bản thân em là người mua kem phay trước, em ngắn tiền lắm, mua kem phay trước xong em xài 10 ngày em thấy hay quá. Thấy hay quá. Thúy Nga lấy thêm bộ kem ở đó, mấy chị thấy chưa? Thúy Nga khách của em, phải không? Hình như mới 10 bữa trước em mới mua phải không? Em nói là em có duyên cực kỳ với cái kem này luôn. Em lên bà like cho chị. Em có duyên với kem cực kỳ, kem này luôn, bán rất là đắt. Này hả? Lên bà like nè.
Bây giờ mấy chị muốn em bán bà lai hay là bán là đồ bộ? Kem xanh dùng ban đêm ban ngày gì cũng được. Ví dụ như chị ở nhà, chị không có đi đâu á, không có đi ra ngoài đường nhiều á, thì ban ngày chị xức cho em một lớp kem xanh mỏng nha. Rồi ban đêm xức dày, xức dày. Serum thì mình khỏi nói, là serum thì mình phải sử dụng trước khi mình sử dụng kem. Còn ví dụ như bữa đó mà chị đi đâu á, buổi sáng đi đám cưới hay cái gì đi đâu á, thì xức cho em chống nắng thôi, khỏi xức kem trà xanh. Vậy hả? Rồi lên bà Lai này cho chị đi cưng. Bà Lai này em còn có mấy chục bộ à. Vậy hả? Trời ơi lên bà Ba đi. Trời trời lên bà Ba từ hồi 12 giờ rồi cô. Mới xuống bà Ba. Mới xuống bà Ba đó cô ơi. Vậy hả? Đợi chị đi chơi về đang mưa tội nghiệp quá trời thiệt. Em toàn là khách quen mua này không? Dốc chó luôn. Băng lá băng ế luôn. Mua 2 bộ 3 bộ không? Bị mụn cực kỳ đại tài luôn. Mà nám cũng hay lắm, nám với nào chị máu tại em bị rồi em biết. Xài cái da mà nó đã chứ. Mà tính ra mấy chị thấy đi, một hũ kem có 250 rẻ muốn chết. Mấy chỗ khác là 300, 300 mấy không. Bà Lai đưa chuyện bộ. Cái tao mặc cái tê tao ở chùa vậy. Số 1 mấy bên kia rồi, bên đó cái giải đó hồi nãy 5-6 thì em phải linh hoạt lên. Mút chị đi rồi mà cái ai ý. Nghĩ lại rồi. Ê nhớ ngày không? Nhớ ngày mốt điện cho ăn nỉ thì xui đi cho chị rút xuống dưới mặn ngày nghe không? Thôi bỏ. Bỏ đi. Có nghe bỏ. Bà Lai này xem mấy chị 100. Bà Lai này xem mấy chị 100 ngàn. Chốt giùm em màu này màu xanh rêu. Rêu này 1, 2, có 3 ra chưa? 1, 4 6 số 5 hay gì? Đen 5 nè, phải đen hay xanh đen? Cái này mã này có xanh đen không? Đen hả? Rồi đen vậy chốt chị Diễm Thúy đen. Chốt Diễm Thúy đen 5. Rồi 100 ngàn bà Lai chốt em. Bà Lai thì mốt em về lại 140 nha. Tại vì giải lên quá. Xả kho em về kho đi rồi chị. Riêu 1 hả? Số 1 hả? Rồi chốt chị Diễm Thúy riêu 1. Tin em đi. Xài da rất là êm. Em bán nhiều lắm rồi. Chưa có kem này em bán mắc bằng kem này mà. Khách xài 10 ngày là quay lại mua cho bạn bè người thân. Vậy em mới bán được. Da mặt cắn rồi thì chị cũng vẫn phải xài kem. Giống như mình đói bụng mình phải ăn cơm. Giống như cái cây mình trồng mình phải tưới nước đó nó mới tươi lên được. Ở da mà chị không cho ăn kem, chị thử chị bỏ kem chừng nửa tháng đi. Hôm nay thì lì lại liền. Ai chị mặc số 1 hả? Rồi chốt em bà Lai 100. Quần ống rộng luôn nha. Riêu 1. 1, 2 còn 3 không? Còn 3 còn má gì không? Riêu 2, 52, 53 kg quảng hoa. Số 2 là xay, cắt thẳng xay M 52, 53 kg giùm em nha. 55 kg cao 1m6 trở lên. Quần ống rộng nha mấy chị yêu ơi. Em phải nói với mấy chị khách mới mới được. Chốt riêu giùm em. Bà Lai. Quần ống rộng. Số 4 còn nhiều hả? Nhiều mai bán hết cái gì. Rồi. Số 4 riêu cho chị Vàng Nguyên. Không chị. Bà Lai không có chắc. Rồi đúng rồi, 53 kg mặt số 2 đẹp lắm luôn. Rất là đẹp luôn, chế quảng hoa. Em bao cho chị luôn. Em 47 kg mặt số 1 nè. Chị 53 kg là mặt như người mẫu luôn. Chốt em riêu. Riêu này em có 1 tới cái trà 6 hết hả à. 100 ngàn hàng này là bán 130, 140 mốt về nha. Riêu này em không có 6 rồi. Riêu hết 6 rồi hả? Đồ từ từ em sẽ lên cho các chị coi. Riêu em hết 6 rồi chị Phương, Phạm Phương. Chốt giùm em xanh dương 1 tới 6. Mà số 1 vừa tải dáng của chị đẹp.
Tại chị là chị có eo, cái eo chị nhỏ, hiểu không? Chị mặc số 1 đẹp. Nhiều người 56cm6, mặc số 3 không vừa người. Chốt em xanh dương, bà lai, cổ bề lai, quá đẹp. Nút này là em tự may bằng vải luôn, chứ không có đi mua nút tàu. Nên mấy chị thấy cái nào em cũng chỉnh chu hết, mà bán bộ đồ là không có nhiêu hết trơn. Giờ vải lên lắm rồi, với là em dọn nhà, qua nhà mới em sẽ bán cái giá nâng lên tầm 10-20 ngàn một bộ nữa mấy chị. Chốt giùm em màu này là màu xanh dương. Body nửa ký 180, 1 ký 350 giùm em. Rồi, chốt giùm em xanh dương. Xanh dương số 2 em chốt chị Quảng Hoa. 1-6 trăm ngàn quá rẻ cho một cuộc tình. Nhớ giùm em là quần ống rộng nha. Đưa chị màu đi, đưa màu lên mấy chị thích chốt giùm em mặc vô mệt quá. Chốt giùm em màu nâu. Nâu có 1, có 2. Bốn, năm, sáu, nâu hết 2. 1, 3, 4, 5, 6 màu nâu. Nâu cà phê. Cả mai màu nâu rồi, còn mai cái màu vàng nâu. Sao nó giống nhau? Không biết cái bà thợ, không biết cái bà thợ cắt này sao. Chiếc này mai tàu đao tao cả hàng lại hết. Chốt giùm em là nâu. Nâu cà phê 1, 3, 4, 5, 6. Số 2 em hết nha. 2 màu này em hết. Nâu cà phê. Dương 1, chốt chi chi chế kim anh. Có 100 ngàn hả chị Kim Anh ơi. Nâu 5 cô Diệu Liên. Và nguyên khách mới em chỉ bán 4 bộ, 5 bộ, không có bán nhiều nha mấy chị nha. Nâu 4 vàng nguyên. Nâu 1 Kim Anh. Nâu 4 Yến Loan. Hồng lúa báo sai. Hồng lúa chốt giùm em 1, 2, 3, 4, 5, 6 đủ sai. Giải ok lắm trời, tiền công bây giờ mang một bộ đồ lần này là hơn 100 ngàn rồi mấy chị. Cái này nó giống như bà ba rồi, nó giống như bà ba luôn rồi nha. Hồng lúa số 1 chốt chị Diễm Thúy. Màu nâu đậm số mấy cô Thiên Hoàng Phan ơi? Số mấy cô ơi? Chốt giùm em là màu hồng ruốc 1-6. Màu đỏ. Đỏ này 1-6 luôn. Đỏ với hồng giả mang lắm. Đỏ chốt đơn giùm em. Hồng rút số 1 chị Kim Anh. Đâu rồi? Đợi nó có con bộ luôn hả? Hình quá hết luôn. Một giờ 50 luôn. Đỏ. Màu hồng, đỏ 6 cho chị Phạm Phượng. Đỏ này đẹp lắm. Chốt giùm em là hồng. Hồng sen 1-6.
chút xíu trễ giờ hả? Hồng sen 1-6. Chốt giùm em màu mắm ruốc, mắm tôm. Mắm tôm này em còn 1. Còn 3. 4, 5, 6. Số 2 hết, mắm tôm. Quần ống rộng sale 100. Kim Quế làm báo sale. Số 5 là cái hàng cô lấy hết rồi, màu nâu đậm đó, số 5 bữa cô lấy hết rồi. Số 4 thì con không biết. Giờ cô muốn... Chị Vàng Nguyên ơi, em không chốt đơn cho chị được chị. Tại chị mua bên em là tới 4-5 bộ rồi. Khách mới em không có chốt nhiều vậy, thông cảm giùm em nha chị. Chưa biết mà mặc dù hay không mua nhiều quá, bên em không có chốt, dám chốt chị ơi. Chốt giùm em tím nè. Đủ xay mắm tôm số 5 cho cô Diệu Liên. Số 3 cho chị Đèo Thị Nguyễn. Số 3 đây nè. Chốt giùm em tiếp sang 1-6 luôn. Quần ống rộng giùm em nha. Quần ống rộng giùm em tím 1 cho Kim Anh. Tím 5 cho cô Diệu Liên. Tím 5 cho chị Diễm Thúy. Tím 6 chị Phạm Sang. Màu đen 4, 5, 6. 1, 2, 3 em hết chưa? Có màu này là màu vàng bò. Vàng bò số 1. Trời ơi đẹp quá. Có 100.000 cái ghê. Em đi mua đồ em mặc. Nhiều bộ đồ em đi mua. Quần đùi giải. Trời trời em mua 200 mấy, 206, 207 bộ mà đầu đùi vậy đó. Chốt giùm em này nữa đâu mấy chị ơi. Bộ này có 2-6 rồi, em hết mặt, em hết cỡ luôn rồi. Chiều hết cỡ luôn rồi, like vô đi. Rồi hết rồi đó. Giờ mấy chị muốn em. Alo. Em xuống like nha.